Có chữ ở đây thì khả năng rất cao là đã đi viện rồi các bạn nha. Đấy, vợ đến cái mức độ như này là nó cũng khá là ảnh đấy các bạn. CDK Deal là trang web chuyên bán cốt bản quyền của rất là nhiều phần mềm làm việc Office, văn phòng, Windows cũng như là game với cái giá rất là rẻ, và còn rẻ hơn nữa nếu các bạn áp mã giảm giá PCG30. Để có thể mua được thì các bạn truy nhập vào trang web, tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Windows 10, chọn một phần mua, sau đó áp cái mã giảm giá là PCG30. Các bạn sẽ được giảm giá 35% trên giá gốc và có rất là nhiều hình thức thanh toán. Các bạn có thể thanh toán qua PayPal này. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trong web sẽ gửi cho các bạn một cái code ở trong cái tài khoản của các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái code này, paste vào cái Windows 10, kích hoạt là các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như thế này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ. Và mình mới mua được một con Vega đây, có cả kẹp chì luôn các bạn, kẹp chì của bên Viettel ạ. Và mình nghĩ là sắp tới cái con Vega này nó sẽ là một trong những con Vega quốc dân dành cho những anh em ít tiền, bởi vì cái hiệu năng của nó xứng đáng đến từng xu một các bạn nhé. Giá Vega ở thời điểm hiện tại là giá về đúng giá trị thực rồi, giá đã là quá tốt rồi. Tuy nhiên thì với con Vega này, nó quốc dân thật đấy nhưng nó vẫn có một số điều cần phải lưu ý, và chúng ta sẽ cùng mở hộp xem con này là gì. Con này thì mình mua với giá 800k thôi. Tại sao nó là 800k thì chúng ta sẽ mở xem sao nhá. Ok các bạn nhá, chúng ta sẽ cùng mở hộp xem đó là cái Vega gì. Ok đây các bạn nhá, Vega của chúng ta đây này các bạn này. Bạn đóng gói khá cẩn thận, đúng xốp. Đấy, Vega của chúng ta đây các bạn nhá. Một con Asus phiên bản này là phiên bản Turbo. Và mình thấy có một cái băng dính ở đây này. Đấy, đầu tiên là có cái băng dính. Ở đây cũng có cái băng dính nữa các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Thì cái con Vega này bạn ấy bảo mình là cái phần ốp quạt này, nó bị gãy ốc rồi. Nó bị gãy này. Đấy, các bạn nhỉ. Nên nó không giữ được, nên là bạn ấy dùng băng dính bạn ấy quấn vào như này. Đấy. Tem ở đây thì bay rồi này. Tem siêu thì bay hết rồi, không còn nguyên vẹn đâu các bạn nhá. Ở đây mình nhìn thấy có vết này như kiểu vết, không biết có phải vết sửa hay không, nhưng mà vì bạn ấy dán cái băng dính nó dày quá. Nó phủ ở đây này, chúng ta nhìn nó cũng nhiều khi nó cũng không rõ lắm, nhưng mà mình cảm giác chỗ này nó bị sùi đây này. Chỗ bắt ốc ở đây nó bị sùi đây này. Đấy. Và tem ở đây thì con tem ở chỗ này bay rồi. Bay theo kiểu này là bị bóc ra các bạn nhé. Và con này là con Turbo 1060 phiên bản 3GB. Đấy. Mình đang xem là quạt kiếp thì nó vẫn còn quay này. Mặt bên này của chúng ta này. Ôi, mặt bên này chúng ta có chữ ấy. Đấy. Có chữ ở đây thì khả năng rất cao là đã đi viện rồi các bạn nhá. Đấy. Và con này tháo rồi thì tháo hết cả rồi này thì khả năng cực kỳ cao là con này đã ở trong viện ra các bạn ạ. Đấy. Cái phần sassi chắn ở đây đã được mài nhẵn này, nhẵn thín này. Vệ sinh rất kỹ chỗ này. Chắc là trước nó rỉ rất là nhiều nhá. Người ta sử dụng cái giấy rác người ta đánh cho nó bay hết cả cái phần mặt này đi. Chúng ta sẽ có hai HDMI và hai display port, dán băng dính ở đây này, nong còng cọc luôn các bạn này. Bên trong này thì vệ sinh tương đối là kỹ rồi. Với con 1060 3GB hay 6GB ở thời điểm hiện tại giá thành nó đã rất tốt rồi, nó loanh quanh từ tầm từ 1 triệu đến 1,8 triệu cho cả phiên bản 3GB và 6GB các bạn. 3GB thì rẻ hơn, nhưng mà 6GB đắt nhất thì chắc cũng 1,8 triệu thôi. Thì cái hiệu năng của 1060 thì mình đã có cái video clip mình nói con này hiệu năng của nó cực kỳ tuyệt vời, nó giúp các bạn chơi được hầu hết tất cả các tựa game ở thời điểm hiện tại với những cái setting phù hợp, kể cả những cái game rất là nặng các bạn nhé. Chỉ có điều một điều lưu ý với con này là chỗ là ở cái thời điểm hiện tại này, nó đã chắc chắn cái tỷ lệ rất cao là nó đã bị tráng qua một lần cầy trâu rồi các bạn nhé. Cái đợt năm vừa rồi coi lên cao thì hầu hết những con này đều bị bắt vào chuồng trâu rồi, và đã bắt vào chuồng trâu khi mà nó đã già yếu rồi, xong lại đi cày nữa thì cái tỷ lệ nó hẹo nó rất là cao, rủi ro nó cao hơn rất là nhiều. Nên là con này hiệu năng có cực kỳ ngon, nhưng nếu như các bạn muốn kiếm được một con ngon thật sự không bị cày trâu lát tét ấy, thì tốt nhất là các bạn nên cố gắng tìm hàng mua của người dùng hoặc là mua của bên nào bán uy tín, người ta cho biết rõ cái xuất xứ của nó các bạn. Đây phải vỡ to hơn này. Vỡ năm rồi ra này. Đấy. Vỡ đến cái mức độ như này là nó cũng khá là ảnh đấy các bạn. Cần kết thì kết này. Đấy. Không biết là con này nó sẽ chạy như nào.
Ok rồi đây các bạn nha. Mình đã gắn được em Asus Turbo hơi thương binh một tí vào con cây của chúng ta. Bật thử xem là nó có lên không nhá. 2 3 chạy rồi. Ý, quay tít đấy các bạn ạ. Không biết có lên không. Chưa thấy gì các bạn nhá. Nó đang báo đèn ở đâu. À nhảy qua Vega rồi. Liệu có lên không? Lên 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 lên. Ấy. Lên lên các bạn nhá. Ấy à. Trông thì rất là thương binh các bạn nhá. Nhưng mà một bát lên ngay là ê à. Nhưng mà vẫn chưa ngon đâu các bạn. Bây giờ chúng ta phải lắp ổ cứng vào. Test thử xem sao đã các bạn nhá. Các bạn chờ một lát đi. Ok rồi đây các bạn nhá. Em nó đã chạy được. Và có vẻ khá là êm này các bạn này. Đấy, và có vẻ như cũng nhận đúng độ phân giải rồi. Chưa thấy phát sinh gì. Chúng ta sẽ xem cấu hình nha. Mình sẽ dùng i7-9700 này. 8x8 luồng Z390 RAM 8GB. Graphic của chúng ta là 10603GB à. RAM của Samsung các bạn nhá. Ok, chúng ta sẽ test thử xem nó có lỗi gì không. Chúng ta đang đến với G8 các bạn nhá. Trên em 10603GB 8 lít. Hình thức thì hơi bị lag một tí. Nhưng mình có thể có vẻ như nó đang chạy được các bạn ạ. Ý. FPS 70-80 rồi. Cái này mình đang sẽ setting là VLA2 các bạn nhé. Chưa phải mắc tất cả đâu. Lát nữa sang game khác lặng hơn thì chúng ta sẽ set mắc setting để xem nó có chịu được không. Nhiệt độ thì vừa mới vào thì nó đang ở mức 61 độ. Cũng tương đối là mát. Cái này phải chơi thêm một lúc nữa mới biết được các bạn ạ. Và xem mà nó có qua được cái đoạn đường này không. Cái đoạn đường này gây ra lỗi rất nhiều ở Vega các bạn nhé. Để test rất là nhiều con bị khực ở đoạn này. Úi giời, mà nó phét cái đâm đầu tường ngay. FPS như này thì hoàn toàn có thể kéo cái GTAM này cả online đến offline các bạn nhé. Chủ yếu là nó có phát sinh lỗi gì hay không thôi. Nhiệt độ đã lên 6-7 độ rồi. Chúng ta sẽ sang game khác nhé. Bởi vì nó đã chạy qua được cái đoạn đường hay lỗi rồi. Lặng hơn xem sao nhé. Ok các bạn nha. Chúng ta đang đến với Red Dead 2. Một trong những con game rất là lặng luôn. Và chúng ta đang có mức FPS loanh quanh tầm 45-50. Nói chung là 45-50 với máy setting là 2 setting là như này là ổn đấy các bạn nhé. Điện áp ăn trên 100W điện rồi. 99% công suất rồi. 99% công lực. Đấy. Kết những cái tựa game nặng này để làm gì? Để nó vừa ăn full GPU, vừa ăn full cả VRAM. Nếu mà trong quá trình hoạt động nó có phát sinh lỗi thì cái nó bung ngay. Và anh em muốn test kỹ càng thì anh em nên kéo những cái game nặng như này max setting trong vòng tầm khoảng 3 đến 4 ngày liên tục. Chứ còn test cái full max cũng không ăn thua các bạn nhé. Thì nó lỗi gì cái là nó lòi ra ngay. Nhưng con này thì đến thời điểm hiện tại là chưa thấy lỗi gì. Mặc dù thân hình khá là tan lát nhưng mà như này là được các bạn ạ. Đấy, chưa thấy lỗi gì các bạn nhá. Chạy những cái game lặng thấy vẫn mượt, chưa thấy có vấn đề gì phát sinh. Chúng ta sẽ lại sang game khác xem sao nhá. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nhá. Tại sao mình hay test cái game này? Bởi vì mình cũng nói rất nhiều lần với các bạn rồi, cái game này nó say Vega cực kỳ tốt. CPU có thể là ăn không mắc đâu, nhưng mà Vega chắc chắn nó kéo mắc. Loại gì nó cũng có thể kéo mắc được các bạn. Đấy, như các bạn có thể thấy kìa. Ăn trên 110W điện, hoạt động móc pin luôn, 99%, 72 độ rồi. Với một con turbo như này thì nhiệt độ là cũng tạm chấp nhận được các bạn ạ. Đấy, nếu không muốn nói là nó ngon hơn so với những con turbo khác, mặc dù con này hình thức thì lát như bấy rồi. Đấy nhưng mà rất là ngon nhá, lọc xa lọc sọc. Đấy nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó chạy được các bạn ạ, chưa thấy lỗi gì cả. Đấy, nhiều khi những con rất mượt mà thì lại lỗi lên lỗi xuống. Đây con này trông xấu vãi, nhìn sửa như kiểu sửa rồi ấy, rất tiện chỗ bục bục. Thế nhưng mà lại chạy được đấy. Toàn những cái game lặng thôi, chạy mượt chưa thấy có vấn đề gì cả. Nhưng mà để chắc ăn hơn thì các bạn lên test tầm khoảng 3 ngày liên tục với những game lặng max setting như này các bạn nhé. Đó, chúng ta lại sang game khác đi. Chúng ta đang đến với PUBG PC các bạn nhé. Một trong những con game thì khá là lạc hậu với anh em rồi, nhiều anh em là không chơi nữa rồi. Thế nhưng mà dùng để test game thì nó vẫn rất là ok các bạn nhé. Bởi vì nó cũng vẫn ăn cấu hình rất là cao luôn. Như các bạn đã có thể thấy là nó đang ăn 110W điện và nhiệt độ đã vọt lên gần 80 rồi. Mà hoạt động mới có 80-90 rồi. FPS cho ra thì không cao, tầm 40. Tại sao nó không cao? Tại vì mình đang để là ultra setting các bạn nhé, chứ không phải là để setting thấp đâu. Đây,
nói chung là mắc tất cả các thể loại của PUBG ấy. Đấy, Ultra bật hết lên rồi, kết màn hình 120 luôn. Cái này mà giảm xuống thì nó còn ngon nữa các bạn nhé, FPS nó sẽ vọt lên. Nếu mà để ve lâu chắc chắn là được 100 FPS này. Nhưng mà mình đang test thì mình muốn để mắc hết cả để xem nó chạy được như nào. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy đấy, hiệu năng của 1060 mình test toàn các game nặng, chơi một cách mượt mà. Nếu mà các bạn mua phải những con ngon thì các bạn hoàn toàn yên tâm là nó giúp các bạn chiến một cách ngon lành, và giá thành thì rất là hợp lý. Và nhiều lúc mà gặp ngon nào ngon lại mua được rẻ nữa cơ các bạn. Đấy, nên là 1060 tới đây sẽ là một trong những con Vega quốc dân cho những anh em ít tiền. Con này tuy nó hơi xấu cái hình thức thì có vẻ hơi lác, thế nhưng mà là đang chạy khá là ok luôn. Lần này thì không đen nữa rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.